Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Trước khi giới thiệu thì em có vài câu thơ gửi cho chương trình. Dạ, mời bạn. Hẹn hò bạn muốn hay không? Muốn rồi hãy đến kẻo không lỡ thì. Chương trình hấp dẫn ly kỳ, MC xinh đẹp người thì bảnh bao. Phần thi đến điểm cao trào, ở phần nhấn nút chọn vào tình yêu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Văn Bình, 25 tuổi, quê quán và làm việc ở Long An, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Quê là ở Châu Thành nhưng mà dạ là ở Cần Duộc. Cần Duộc. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trúc, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đức Hòa, Long An, hiện là giáo viên mầm non. À, cùng quê rồi ha. Vậy là đồng nghiệp rồi đấy. Hỏi chút xíu thì tại sao mình đến đây? Ôi em ơi. Dạ. Em đâu tìm dưới đây vậy? Nhìn xuyên bức màn kìa. Ủa em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Hai. Mối tình gần đây nhất là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 4 năm. Ủa sao chia tay vậy? Dạ do là tính cách không hợp nhau, lại không cùng suy nghĩ, thành ra là không quen nữa à. Nếu vậy mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Phải là lịch sự, biết quan tâm, biết chia sẻ và không được lôi thôi. Em thì hay bị áp lực lắm. Mà nếu áp lực thì em sẽ chia sẻ, em sẽ nói hoài luôn. Mà nếu như mà anh đang ngồi anh nghe đã đời, các anh phán cho em một câu: ừ, kệ đi, ráng đi em. Lúc đó em bị máu dồn tới não phụt ra luôn á. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, cái gì mà máu phụt ra luôn. Gì mà dữ vậy? Thành ra là em phải còn một người mà biết quan tâm tới em. Hôm nay không ngồi đứng hình luôn rồi đó. Sao là bạn trai? Không, cái đó chia sẻ thì chắc được. Tại vì cũng chung ngành thì cũng thấu hiểu những cái áp lực trong công việc. Anh ơi. Sao em? Anh trải qua mối tình rồi. Một đơn phương hồi lúc trung học phổ thông và một lúc mới vừa ra trường. Hỏi sao chia tay luôn đi. Sao chia tay vậy anh? Cha mẹ của bên bạn nữ không chịu. Lý do là thấy ngoại hình thấy nhỏ ốm yếu quá. Hỏi có yếu không? Anh có yếu không anh? Thì yếu thì chắc không yếu, đủ sức để gánh giá chuyện trong gia đình được. Anh cao mét mấy? Cao 1m71. Em cao có 1m4 à. Làm sao mà em nặng lắm, thành ra anh cõng em nổi không? Chắc nổi á. Chút thử nha. Rồi nói thử luôn. Anh nặng bao nhiêu ký thằng anh? Hồi lúc mà chưa đi casting đó là nặng 55 kg, mà đợi tới giờ còn có 51,5 kg à. Trời đất ơi. Ủa vậy là như vậy thôi đó hả? Thấy cô gái kia thế nào tới giờ đó? Nói chung là rất là bản lĩnh, cá tính. Thích không? Thích không? Thích. Thích vậy. Bây giờ em hình dung cô gái bên này như thế nào? Xinh xinh, cái tóc dài. Thì làm giáo viên chắc cũng trọng tính chút. Em nhồi lắm. Em nhồi lắm. Sao anh chịu nổi không? Được, nhồi vô nhà vô cửa chứ gì đâu. Bạn gái bên kia bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì bạn? Em rất là vui, rất là lạc quan, hồn nhiên, em nói nhiều lắm. Lại một cái nữa là em biết chăm sóc gia đình, biết quán xuyến mọi việc, rất là thương người, em rất yêu thích trẻ con. Khuyết điểm? Em quê lắm, em không có thích trưng diện cho bản thân, mà em thích là cái hậu phương để cho người khác tỏa sáng lên. Chết rồi, anh sáng quá rồi, cô khác hốt ảnh rồi sao? Em là cái tính người là cái dạng như là thích làm cho người khác hạnh phúc hơn là người khác làm cho mình hạnh phúc. Em thích chinh phục người khác lắm. Cá tính, bản lĩnh. Rồi bạn trai, khuyết điểm, ưu điểm gì? Trời ơi. Ưu điểm của em đó là hòa đồng, dễ gần. Có thể làm thơ và nấu ăn được. Thử làm thơ, làm thơ. Nói chung cũng có một bài thơ tình yêu để dành chút mở màn ta đem tặng. Rồi, để giấu chút đi ha. Còn nấu ăn thì có thể em nấu được một số món ăn vặt như là gà rán, hộp vịt lộn rang me, gỏi cuốn. Em thích ăn vặt lắm anh. Đứng lên coi. Trời ơi sao vậy? Cái này mà tôi dùng sức tâm cái kiểu rập quá. Nổi không? Nổi. Cái gì nổi? Ẩm nổi. Ít đất 5 cái thôi coi. Coi có xe cấp cứu ngoài kia không? Không, này cũng chuẩn à, chứ không có lượng sống. Được. Khởi động rồi ha. Dạ. Nào, thầy có kế hoạch kết hôn gì chưa? Dạ có chị. Rồi lấy về mình có làm dâu không? Có thể đi ra riêng được chứ không cần phải làm dâu. Ở dưới quê có đất gì chưa? Chung đất mẹ nhiều cho nên mẹ có hứa cho rồi. Hứa rồi phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được, mà mình có tính xấu gì không? Này không biết là xấu hay tốt, không biết nữa. Như là ví dụ như vừa đang đói bụng với đang buồn ngủ thì em sẽ ngủ dậy xong cái hết đói bụng cái không ăn luôn. Hèn chi ốm là phải rồi. Phải chịu khó ăn vô nhiều xíu cho nó khỏe. Rồi có không thích cái điểm gì à bạn gái không? Không thích bạn gái lè lè nhuộm tóc là em không. Cô này hồi nãy cô nói là cô không có thích
chăm sóc cho cổ, mà cổ thích tút cho người khác đẹp. Vậy là chị nói cổ đầu tư tút cho em lên nha. Dạ. Mập mập một chút nha, về tút ảnh lên nha. Qua con làm gái sao? Em hay nuôi trẻ khéo lắm. Trẻ nuôi đó. Trẻ là trẻ lên chào chú. Chào con. Trời, cái tính của con này chú thấy hay đó. Con không thích là em cái này em cái kia tụi em làm được. Nhưng nếu vậy đàn ông nhiều khi tao không thích. Tao nói đàn bà nam tính quá. Chính vì vậy con mới lên đây nè chú. Đúng rồi. Lanh lẹ hay sao? Con có ghen không? Lúc đầu thì buồn, nhưng mà nếu như mà anh đã đi với người khác á, con không nói gì hết. Lý do là con nói là cái gì của mình là của mình, không phải là của mình thì cứ cho. Chú thấy được rồi đó. Bạn trai thấy được rồi đó nha. Cặp này hơi ổn rồi đó. Ổn ha. Bây giờ hôm nay là em có đi với người thân không? Dạ em đi với chị con của dì và bạn của chị. Chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh. Rồi, chào bạn. Bình, trong ngành giáo viên sẽ hiểu được những áp lực, cùng với nhau sẽ thông cảm được. Cái thứ hai nữa là cách bạn trai này nói chuyện rất là nghiêm túc, cũng có chút hài hước đó. Hài là chị thích. Chiều cao ổn, bấm nút chọn, có duyên với nhau. Trút về nhớ nuôi khéo khéo giống như nuôi học trò ha, cưng ha. Dạ. Chị nói với Bình xíu nữa là Trút á, bề ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng mà bên trong thì rất là yếu đuối. Chị muốn nói với Trút là như thế này: trăm năm trước ta chưa được gặp, trăm năm sau biết có gặp nhau không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hiện tại ta hãy hết lòng với nhau. Chị là chị bấm nút anh chàng này rồi đó. Trời ơi, quá được. Trời, sao có người chị tuyệt vời vậy em? Em sống với Trúc gần như là 4-5 năm nay. Dạ. Cho nên là cách Trúc nói ra là em hiểu. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, mình đi với ai vậy? Dạ, thì em đi với mẹ em và các anh chị đồng nghiệp trong trường. Có anh phó hiệu trưởng trong trường. Rồi, bây giờ để nói chuyện với mẹ trước đi. Mẹ trước, trước đi ạ. Rồi, chào bác. Thì hôm nay con tới dẫn chương trình hẹn hò thì thấy cô Trúc nó cũng được dễ thương. Yeah. Tôi cũng thích là con nó kiếm vợ đồng nghiệp cho nó dễ. Yeah. Yeah, vậy thôi hết. Chưa. Cô làm gì? Thì ở nhà chồng Thanh Long mở đen thui nè, không thấy à? Nói chung là thằng Bình nó chịu khó chịu cực lắm. Dạ cảm ơn bác. Em nói là có đi với thầy có thầy phó hiệu trưởng, chị có được. Em thấy là bạn Trúc thì cũng ngành nghề chung với ngành sư phạm. Bạn Trúc cũng dễ thương và nói chuyện thì vui vẻ. Nếu em như là chọn nghĩa phần Bình thì để thì em thấy là cũng đồng ý ạ. Rồi cảm ơn thầy. Các bạn lên đi. Kéo lên. Có mệt nghe không? Rồi tặng quà thì tặng có xong hai chậu lan tặng em. Dạ em cảm ơn. Hy vọng chúc mình cũng như là hai chậu lan có cặp có đôi ha. Dạ cảm ơn anh. Ý nghĩa không? Chưa trời ở đâu mà ngồi xuống vậy? Lên đi. Chiêu ẩm rồi. Chết rồi. Rồi làm gì làm đi. Muốn ẩm, muốn cổng, muốn bồng, muốn làm gì làm. Nổi không anh? Chắc không nổi. Không nổi thì té xuống đó chứ có gì đâu. Thử coi. Thử đi thầy. Điên vòng. Không nổi. Thôi em thôi ngồi kệ. Dạ. Ngồi đi em. Sao thấy thầy sao? Giáo quá. Dạ chắc được. Rồi hai bạn tâm sự rồi, đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Ủa em đi dạy lâu chưa? Dạ em dạy được gần 1 năm. Anh biết nấu ăn hả? Biết em thích nấu. Ăn giặt lắm, em không biết nấu. Và nấu những món ăn cơm gia đình em biết nấu không? Sơ sơ thôi. Thôi vậy được rồi. Nhưng mà em thích người khác nấu em ăn hơn. Em phải nuôi ảnh chứ, ảnh không nhòm thì bắt anh nấu. Không thì ảnh nấu xong em đút ảnh ăn. Trời ơi. Nhìn ảnh thấy sao? Thấy anh ổn. Nói chung nói với em là ổn. Tại vì cái gu của em nó hơi bị dị người. Là ví dụ như anh phải biết hát. Phải hát hay nữa nha. Tại vì em là chuyên gia đâm xuồng bể rồi. Biết hát không? Không, anh thì cũng chắc cũng giống em á. Cũng đâm xuồng bể đó. Hồi nãy nói đọc thơ tặng em mà. Tặng hả? Trước khi bấm nút để tặng cho nó ý nghĩa hơn ha. Dạ vậy hoài, có bài thơ mà cũng hẹn nữa. Anh có thích là đi chơi không? Tại anh lãng mạn lắm cho nên rất thích là đi chơi. Sao tới giờ anh vẫn ấy? Thì lý do ấy chắc thấy là anh chưa tự tin về cái ngoại hình. Ngoại hình anh thấy ốm quá cho nên chưa tự tin. Gió thổi bay phải không anh? Không sao đâu, em kéo anh lại vẫn được. Rồi, giờ có cục dằn lại không bay đâu. Vụ hẹn hò đó. Em cụ thể là em ở chỗ nào Đức Hòa? Em ở xã Đức Hòa Thượng của Đức Hòa. Đức Hòa Thượng. Dạ. Anh có sợ không, yêu xa không? Ủa, yêu xa gì đây đó, 40 cây mà xa gì. Trên đó em có làm ruộng không hay em là chỉ đi dạy thôi? Em đi làm mướn được nhưng em không thích làm ruộng. Tại vì em chịu nắng không được, nắng một chút xíu là em cảm thấy rất là mệt. Chứ em đi làm mướn em làm gì? Dạ ví dụ như đi làm xưởng nè, rồi đi lật đậu mướn gì đó.
nhưng mà phải mát nha, ví dụ phải ngồi trong máy lạnh lặt nha. Dạ không có chị, em lặt phải có cái cây, có cái một cái chòi thôi, nhưng mà kính quá em bị ngợp. Thôi bây giờ vậy nè, đọc thơ gì đó nào, nào cố lên. Tặng em bài thơ nha, lần gặp đầu tiên là nghe bài thơ rồi. Dạ. Bức màn ngăn cách chúng ta, hình dung bóc dáng chỉ qua tiếng chào, chân dung muốn biết thế nào, chỉ cần màn kéo lên cao thôi mà. Nhìn em duyên dáng thiết tha, nói năng nhã nhặn chắc là hiền ngoan. Giàu sang danh vọng chẳng màng, chỉ cần nàng chịu theo chàng về dinh. Đã. Hay quá. Bài thơ hay nhưng mà nó hơi sai sai. Suy nghĩ thật kỹ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Chóng mặt quá. Sao em nói quá trời mà em không bấm nút? Chưa có lửa chị. Chưa có lửa sao nói dữ vậy? Anh đồng quá. Hồi đầu cổ có nói rồi, là cổ nói chuyện xong là anh phải, phải có nói. Em dành em nói hết sao ta nói. Thì do mỗi người thôi. Nếu được bạn gái thì càng tốt. Còn không thì có duyên làm bạn bè bình thường cũng tốt. Cũng vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ chàng trai chúng ta cũng nên năng động hơn chút xíu. Mình phải tự chăm sóc sức khỏe cho mình cho nó mập mập. Thầy giáo rất là thiệt tình, chất phát. Em đôi khi cũng bỏ qua cơ hội rồi đấy. Đúng rồi đó. Nha.